Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xa gần trong và ngoài địa phương đến tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị là mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay chúng tôi được sự phân công của ban phổ điền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua lời Châu Ngọc Tổ Thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin được gửi đến toàn thi thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo thân kính, tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Thầy đã khẳng định bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân dạy. Vậy thì đối với cái tông của đạo Phật giáo Hòa Hảo trong cái thời kỳ này, để nhằm để hợp căn hợp cơ, gọi là tùy phong hóa dân sanh phù hợp, cho nên Đức Thầy chấp một thần Tả Ích Bổn Kinh, Ngài đưa ra một cái triết lý, một cái giáo thuyết với một cái tên gọi đặc thù của giáo thuyết này, đó là học Phật tu nhân. Thì đối với giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo lời Đức Thầy dạy, thì chúng ta tu theo cái phương pháp gọi là học Phật tu nhân, học những điều Phật dạy. Và cái quan trọng nhất, cái điều đầu tiên nhất trong đời tu của mình thì chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện cho bằng được cái đạo nhân, cái đạo làm người. Vậy thì nếu nói về nhân đạo, về đạo làm người thì nó rất rộng, tuy nhiên tụ trung lại thì không ngoài ở chính bản thân chúng ta. Đây là những cái điều căn bản, nếu như bản thân chúng ta thực hiện trước thì tôi tin chắc rằng cái việc ăn ở, cư xử, đối xử với bên ngoài thì rất là tốt đẹp. Còn nếu như bản thân chúng ta không được tốt đẹp, bản thân chúng ta vẫn còn tham tà ma, bản thân chúng ta vẫn còn làm điều ác, thì những cái công cuộc cũng như những cái sự việc tiếp xúc bên ngoài thì chắc có lẽ là chúng ta không đạt được cái kết quả cũng như ý của mình. Chính vì lý do đó mà cái điều quan trọng muốn nói hôm nay, thì trong cái giáo thuyết Phật tu nhân này, mỗi đồng đạo chúng ta nên trao sửa ở chính cái thân tâm của mình. Và hơn thế nữa, chữ tu tức là sửa trao là phận của mình, xưa nay là lẽ sửa kinh rõ ràng, hoặc là chữ tu chất khá trễ trầy, phải trao phải sửa, nghe thầy giải khuyên. Theo cái khái niệm của chữ tu từ đạo Phật giáo Hòa Hảo thì yếu tố căn bản đầu tiên, trước tiên là chúng ta phải trao sửa ở chính bản thân của mình. Vì cho nên hôm nay trong cái lần gặp gỡ này, tất cả đồng đạo chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một phần trong học thuyết học Phật tu nhân, một phần trong sự trao sửa. Và đặc biệt sự trao sửa hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với sự trao sửa ở cái nguồn tư tưởng, trao sửa trong tâm ý của bản thân mình. Bởi vì đây cũng là cái gốc, là gốc rễ, là cội nguồn. Bởi vì khi mà tâm ý chúng ta trong sạch, khi tâm ý chúng ta chân chánh rồi, thì tôi tin chắc rằng cái định hướng, cái việc làm cũng như lời nói chúng ta nó sẽ chân chánh, nó sẽ thuần hóa, đồng hóa được lời nói, đồng hóa được cái hành động. Bởi vì khẩu dục do duyên ý dục, mà thân hành cũng bị do duyên ý dục. Cái thân và cái miệng chỉ là những tên đầy tớ. Cái quan trọng nhất ông chủ, tức là cái tâm của mình, cái lòng của mình là chủ thể. Nếu cái tâm chúng ta xấu ác, cái tâm chúng ta tà ma, cái tâm chúng ta còn độc địa, thì lời nói chúng ta, hành động chúng ta không bao giờ lương thiện được. Bởi vì ông chủ, ông khiến thầy đầy tớ thì phải thực hiện theo cái ý của ông. Cho nên chính vì vậy, cho nên cái người tu, cái cốt lõi nhất là chúng ta phải trao tâm luyện tánh cho mình. Cái cốt lõi nhất là chúng ta phải trao sửa tâm phàm, tìm cội cũ mà Đức Thầy đã dạy. Và hơn thế nữa, trong cái bài Trong Việc Tu Thân Sửa Kỹ, thì Đức Thầy đã xác định rõ cho chúng ta biết rằng ở cái đoạn cuối cùng, đó là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Thì đây là cái cốt lõi mà chúng tôi cũng thường nói. Vì vậy cho nên hôm nay muốn được thành tiên thành Phật hay đọa vào ba con đường ác,
hay được thăng hoa vào lộ trình giải thoát, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải thuần hóa được cái tâm của mình. Nếu đồng đạo thuần hóa được tâm của mình, làm chủ được tâm của mình, chúng ta luôn ở trong một cái tư thế chủ động, mình không bị động, mình không làm nô lệ cho nó, thì tôi tin chắc rằng con đường tu chúng ta nay mai sẽ thành Phật, nay mai chúng ta sẽ đắc quả với đồng đạo. Vì lý do đó thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề, đó là ý nghiệp. Tức là mình phải nhận diện được những cái ác do cái ác nghiệp, do cái tư tưởng gây ra. Và khi chúng ta nhận diện được các cái điều ác đó thì tin chắc rằng mình sẽ có được một cái phương hướng, một cái cách giải trừ. Bởi vì nhận diện được điều ác thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra một cái điều tối ưu nhất để chúng ta giải trừ các điều ác đó. Do đó cho nên hôm nay trong cái phần trình bày gặp gỡ hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là vạch đá lá tìm sâu, trở về với tâm thức, trở về cái nguồn tư tưởng của mọi đồng đạo chúng ta. Hay nói một cách khác là hôm nay chúng ta sẽ trình bày một cái chuyên đề ý nghiệp. Như vậy thì ý nghiệp là một trong tam nghiệp, là ba trong 10 cái nghiệp chướng. Và đặc biệt thì trong cái phần ý nghiệp này, còn gọi là trong cái phần tam nghiệp này, thì Đức Thầy viết ở hai lần. Một lần thì Thầy viết ở trong quyển Phiến Thiện năm Tân Tỵ 1141 theo cái lối văn Thất Ngôn Trường Thiên. Và lần hai Đức Thầy viết ở trong quyển, trong cái quyển Tôn Chí Hành Đạo, còn gọi là quyển thứ 6 Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở Cùng Một Đạo. Vậy thì hôm nay trong cái phần tam nghiệp này, Đức Thầy ra đời, Đức Thầy viết tới hai lần, thì chúng ta cũng đủ thấy được rằng cái tầm quan trọng của cái nghiệp ác để rồi mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng hành trì. Thì đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp thì chúng tôi cũng đã có trình bày rồi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ đủ nhân duyên để chúng ta tìm hiểu thêm qua cái đề, đó là ý nghiệp. Thì chúng tôi cũng xin quý vị cũng lắng lòng theo dõi để rồi chúng ta soi xét lại tâm mình, soi xét lại những cái việc làm của mình, ẩn phức, những cái sự suy nghĩ nằm ở gốc phức tâm hồn chúng ta, để chúng ta cố gắng thực hiện được từ nội tâm đến hình tướng bên ngoài qua cái phần ý nghiệp. Như vậy thì ý nghiệp là tội lỗi do sát thân gia, ý nghiệp là tội lỗi do ý tưởng gây nên, tức là nguồn tư tưởng. Và đặc biệt thì nguồn tư tưởng này, tội lỗi này nó sinh ra ba điều ác, đó là tham lam, sân nộ và mê si. Vậy thì ba điều ác này, nếu căn cứ theo kinh Phật, theo Đức Phật, thì ba điều này Đức Phật còn cho biết đó là tam độc chướng, tham sân si. Tại sao độc? Bởi vì khi mà con người sở hữu ba điều này rồi, con người vẫn còn ba điều này rồi, thì con người nó độc lắm, ác lắm. Thì nếu nói về cái tính độc ác của tham lam sân nộ mê si thì gần như chúng ta phải nói rõ là không thể nào dùng từ ngữ mà chúng ta diễn lược được. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại cái sự độc ác của con người trong cái cách ăn ở, cư xử hàng ngày thì chúng ta cũng đủ hình dung được thì con người ác độc thế nào. Cho nên chúng tôi cũng thường nói, mình biết rằng cái bầy sói, cái bầy hổ nó rất là hung dữ, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng con hổ và con sói và con sư tử nó hung dữ khi nó đói. Nó đói thì nó cố gắng đi tìm mồi để nó cung cấp cho cái sự đói của nó. Nhưng khi mà nó gần như là no đủ rồi thì con mồi đi ngang nó cũng không có, tức là nó cũng làm thinh, gần như là nó không còn truy tìm hoặc là săn tìm nữa. Còn ngược lại con người chúng ta thì khác hơn. Con người chúng ta thì phải nói rõ là đói thì chúng ta cũng ham muốn, mà no chúng ta cũng ham muốn. Bởi vì biết sao lại được túi tham. Cái con người chúng ta thì phải nói rõ rằng gần như nó, cái tính tình thì cái sự phải nói rõ là thèm khát, ham muốn thì phải nói nó không dừng. Đôi khi chẳng những thức mà ham muốn, mà ngủ chúng ta vẫn còn ham muốn, vẫn còn nằm mộng, vẫn còn nằm mơ thấy điều này điều kia, trong cái sự khát vọng, dục vọng của danh lợi tình. Vì vậy cho nên con người chúng ta tính kỹ nó rất là độc quý vị. Mà Đức Thầy đã minh chứng rất rõ, đó là lan tâm như hú thiếu long, trớ trêu cửa miệng trong lòng gương đau. Thì phải nói rõ rằng con người chúng ta phải nói rất là độc, mà Đức Thầy đã dùng cái khái niệm là như thú thiếu long, thì quý vị cũng đủ hình dung được cái sự độc ác của con người như thế nào rồi. Cho nên thì nếu như một con người mà còn ba điều ác trong lòng này thì trong lòng ta độc lắm. Hảo nào Đức Phật, Đức Thầy cho biết đó là tam độc. Và đặc biệt khi mà con người chứa đầy cái tam độc này thì lúc bây giờ nó tự ngấm. Và khi nó ngấm đến một mức độ nào đó thì nó tự giết chúng ta, nó giết linh hồn chúng ta,
nó hủy hoại cái chủng tử Phật chúng ta, là cái như con người đời đời làm cái tai sai, làm cái ma quân, tức là làm tai sai cho ma quân, làm tai sai cho độc, rồi cuối cùng nó thiêu chết luôn cả linh hồn chúng ta, thì như mình sẽ không có còn một cái khả năng nào để chúng ta tiếp tục tu hành để đắc quả thành Phật cũng như vào lộ trình giải thoát. Cho nên vấn đề này nó rất là độc, rất là độc, gọi là tam độc chướng. Rồi bên cạnh đó, ba cái điều ác này theo Đức Phật và là Đức Thầy thì ba điều ác này còn tượng trưng cho các vấn đề gốc phước bên trong, đó gọi là ma và quỷ. Khi con người còn tham lam sân nộ mê si, nó chỉ đạo, nó làm chủ thể, nó dẫn dắt chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta, nó biến chúng ta thành ma, kính thưa đồng đạo. Bởi vì cái khái niệm của ma quỷ mà theo đạo Phật, theo đạo Đức Thầy thì không phải ma đây mà bay biến, ma đây là nó răng nanh, ma đây đi trên mặt đất ba tấc gì đó, không phải vậy. Mà ma đây chính là con người chúng ta. Bởi vì làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Nếu như con người chúng ta mà gần như mà mình không thúc liễm được cái thân tâm của mình, để rồi chúng ta làm các cái điều ác thì bản thân chúng ta là ma quý vị. Mà cái định hình cụ thể nhất đó, thì khi một người mà trong tâm còn tham lam, còn sân nộ, còn mê si, thì người đó khẳng định một điều, người đó là ma, ma lòng, chứa đầy ma lòng. Thì khi người đó chứa đầy ma lòng thì hành động người đó cũng là ma, mà lời nói người đó cũng là ma. Và bởi vì chúng ta nuông chiều, ẩn sống với ma, làm nô lệ cho ma, thì sau khi chúng ta mãn cái kiếp này, mình sẽ chuyển hóa thành ma. Bởi vì chúng ta nhận ma làm chủ thể. Cho nên trong cái vấn đề mà chúng ta sanh tử luân hồi, trong vấn đề mà chúng ta xuống xuống lên lên, thì quý vị rất là dễ nhận diện. Chỉ cần chúng ta nhận diện vào cái hành động, vào cái lời nói và vào cái tâm ý của mình, thì mình đủ biết rằng ở lai sinh mình là ai. Cho nên một điều mà chúng tôi khẳng định rằng, nếu như trong tâm chúng ta mà vẫn còn tham lam sân nộ mê si, mình bị nó làm chủ thể, bị nó là dẫn dắt để chúng ta làm nô lệ cho nó, thì tôi bảo đảm quý vị hiện tại chúng ta là ma. Bởi vì cái chữ tâm mà quỷ hay ma nè, tiên hay Phật cũng là tại nói. Và tương lai sau khi chúng ta bỏ cái xác này rồi thì mình cũng sanh làm kiếp ma, sanh vào ba cái con đường ác rất rõ. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã dạy rằng đó, Đức Thầy đã dạy rất rõ đó, tức là mau trở lại đừng theo tà quỷ. Thì khi mà Đức Thầy dùng cái từ mau trở lại đừng theo tà quỷ đó, ở trong sách giảng quyển nhì, thì gần như chúng ta mình cứ nghĩ là tà quỷ đâu, nhưng khi đọc tiếp mình thấy rất rõ, tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Như vậy thì khi đọc đoạn này chúng ta mới khẳng định một điều, là tham sân si là ma, kính thưa đồng đạo. Do đó cho nên hôm nay cái phương pháp mà chúng ta trình bày cái cách giải trừ tham lam sân nộ mê si, cái cách để thanh lọc cái hệ tư tưởng chúng ta, thì cái cách này cũng còn có thể gọi đây là cái cách gọi là bắt ma, đây là gọi là còn cái cách là giải độc, tự chúng ta loại trừ ma ra khỏi lòng chúng ta, tự chúng ta khi mình là người trúng độc thì phải tự mình giải cái chất độc đó nơi lòng của mình. Thì kính thưa đồng đạo, thì đó là mình phải nói rõ là ma và Phật gì cũng ở nơi tâm chúng ta mà ra, kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Cho nên thì đây là cái nguyên nhân chính mà hôm nay bắt buộc phải nói rõ. Chúng tôi dùng cái từ bắt buộc, trong đường tu không bắt buộc, tuy nhiên để chúng ta bước vào lộ trình giải thoát thì phải nói rõ là đây là những điều mà chúng ta phải cố gắng có một cái suy tư, có một cái sự suy nghĩ, một sự nhận diện, để rồi chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện cho được để chúng ta thăng qua lộ trình giải thoát. Còn nếu không làm được thì cái như cuộc đời chúng ta phải nói rõ là thua rồi, đời tu của mình không đạt được kết quả. Cho nên thì đây là một cái điều hết sức là tế nhị mà mong rằng tất cả chúng ta phải cố gắng thực hiện. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói cái ý trước khi chúng ta đi vào cái cách giải trừ cũng như cái hành trạng của ba cái ác là tham lam sân nộ mê si mà Đức Thầy đã dạy. Như vậy thì trở lại ý nghiệp tội lỗi dữ tưởng gây nên sanh ba điều ác tham lam sân nộ mê si, thì chúng ta bắt đầu sẽ trình bày từ cái ác một, nhận diện cái điều ác và chúng ta đưa cách giải trừ. Vậy thì tham lam là gì? Tham lam tức là sự ham muốn quá độ, tức là Đức Thầy đã dạy rất rõ, đó là tánh tham lam đã làm cho loài người phải chịu biết bao thảm khổ, chiến tranh, cướp bóc, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tù
giặc giả mà Đức Thầy đã dạy hết sức là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng cũng chính vì cái sự tham lam, chính vì lòng ham muốn quá độ mà con người chúng ta phải chịu biết bao nhiêu cái điều khổ não thì kể không hết cái thượng đạo. Và bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy thêm, tức là những vụ những tấn tuồn giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền đã làm nguyên nhân, đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hải. Cái tham ấy nó cũng đã làm cho con người đau buồn, hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận, những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da sáo thịt, những tương tàn tương sát, những điều hung tàn bạo ngược cũng do sự tham lam mà ra cả. Và cuối cùng Đức Thầy khẳng định, ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ. Vậy thì khi mà chúng ta đọc qua chánh văn Đức Thầy, khi mình hiểu được cái nguyên nhân, cái hành trạng của ác tham lam, thì xin thưa rằng gần như chúng ta không còn dùng bút mực nào mà để nói cho hết được. Thì con người sống thường thường chúng ta phụ thuộc vào vật chất, đa phần có người chạy theo danh, theo lợi, theo tình. Vì vậy cho nên chúng ta mới phát khởi cái lòng tham. Mà trong phiên thiện Thầy cũng dạy là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiếp, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng lại dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật kín dao, trẻ tham ăn cây miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hội hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đó có đem theo, tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Cho nên Thầy đưa ra cái hành trạng rất là rõ. Kính thưa đồng đạo, cho nên những cái hiện trạng của xã hội này cũng vì cái lòng tham mà biết bao nhiêu con người phải chết vì nó. Tham sắc đẹp thì chúng ta phải nhìn lại các vị vua, vua Trụ, vua Kiệt, rồi Ngô Phù Sai, rồi là Đường Minh Hoàng, rồi là Điêu Thiền, Lữ Bố, Đổng Trác, hoặc là đất nước Việt Nam chúng ta thì có Lê Ngoại Triều, Lê Đông Định, thì phải nói rõ rằng vì tham sắc thì cái kết của cái hệ quả của các vị vua này thì phải nói rõ là rơi vào cái chỗ phải nói rõ là không còn tánh mạng. Chẳng những không toàn tánh mạng mà mất đất nước, mất dân sang, tiếng xấu thì ngàn đời. Nói đến các vị vua này thì chúng ta thấy họ phải nói rõ có một lòng tham dục quá độ, quá độ, ham muốn quá độ, phải nói gọn vậy. Rồi chẳng những đối các vị vua mà người dân thì chúng ta không bàn rồi, phải nói không bàn trong cuộc sống xã hội rồi. Rồi những cái người tu cũng vậy, nếu mà rơi vào vấn đề này thì nếu chúng ta tu mà mình vẫn còn ma, vẫn còn độc thì đời tu chúng ta sẽ như là tiêu, không thể nào mà chúng ta đi xa hơn nữa vào cái lộ trình giải thoát thì nó không hết. Như vậy thì bên cạnh đó Đức Thầy còn đưa ra cái hình ảnh, cái hình ảnh của một cái người tham giống như một cái đứa trẻ thấy mật ngọt ở trên cái lưỡi dao, vì sự ham muốn sẵn sàng le lưỡi liếm mật ngọt để rồi phải đứt lưỡi. Kính thưa đồng đạo, thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái dân tộc gọi là Megiddo đó. Thì dân tộc ở vùng Bắc Cực của gì, thì dân tộc này thì hàng ngày sống với cái nghề là săn bắt các cái loài sói tuyết. Thì con sói nó hung dữ lắm, phải nói rõ là muốn bắt nó không phải là dễ đâu. Cho nên cái nhóm người này người ta mới dùng mưu kế đó. Bởi vì quý vị biết là vùng Bắc Cực thì quanh năm suốt tháng đó, băng nó đóng bao phủ. Cho nên các vị này mới ban ngày đó mới lấy cái mũ giáo đó mới cắm, mới cắm xuống đất. Xong rồi là mới khi mà trời vừa tối bắt đầu sương nó xuống đó, thì các vị này mới lấy cái máu của động vật, ví dụ máu gà, máu vịt đó, mới tha lên cái mũ giáo. Thì lúc đầu tha thì nước, nhưng một lát sau thì băng nó đóng thì nó khô rồi, thành đá rồi. Thì đến khuya vậy thì cái các con sói tuyết đi kiếm mồi á, thì nó rất là nhạy, cái mũi nó thính lắm rồi. Khi nó ngửi thì nó nghe được cái mùi máu tanh đó, thì nó đến à. Đến nó ngửi vào cái miếng băng mà nó đóng ở trên cái mũi giáo đó, thì nó nghĩ là đấy là thịt động vật à, có mùi máu tươi, nó lè lưỡi nó liếm. Nó liếm hoài, lúc đầu thì liếm một lát đó, thì cái lớp băng này nó rã ra cái chất máu mà thoa lên cái lớp dao, cái lớp mũi giáo từ nó hết. Hết xong rồi nó liếm tới cái mũi giáo, giáo thì bén, đứt cái lưỡi nó.
rồi từ từ nó vẫn liếm, nó vẫn có cái mùi máu tanh, lúc đầu là máu của động vật, nhưng một lát sau thì chính máu của lưỡi nó tuôn ra, nó hay thì nó liếm hoài liếm riết, là máu lưỡi nó chảy hoài, nó kiệt sức rồi nó ngã quỵ, nó chết tại đó. Thì sáng ngày cái người dân nó vào đây để nhặt cái xác nó về ăn, thì một cái cách phải nói rõ là khôn ngoan để bắt cái loài xối tiết. Nhưng mà suy cho cùng cái loài này, bởi vì họ quá tham cho nên cuối cùng nó mới chết. Và vì lý do đó cho nên ở trong kinh Nhị Thập Tứ Chương đó, thì Đức Phật cũng có dạy vấn đề rất rõ đó. Cái người mà có một lòng tham chạy theo danh lợi thì cái người này giống như một đứa con nít vậy đó. Thấy miếng mặt ngọt dính vào dao, sẵn sàng le lưỡi liếm mặt ngọt để rồi đứt lưỡi. Mà đã thầy đã dạy tôi vừa nhắc lại, tức là trẻ tham ăn, tức là nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa của Thế Trần, như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi, đó là khoái hẳn. Thì Đức Thầy diễn tả một cách hết sức là chúng ta thấy rõ ràng, không còn bàn nữa. Và hơn thế nữa thì Đức Thầy cho biết rằng đó, cái tánh tham con người đến độ là gọi là thèm khô nước miếng. Thường thường thì nhân gian dùng cái từ là thèm chảy nước miếng, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng thèm chảy nước miếng đây là cái giai đoạn đầu vậy. Còn cái giai đoạn mà thèm hơn chảy nước miếng nữa, lúc đầu nó chảy nước miếng, nhưng mà từ từ rồi thì khi nó chảy hết nước miếng rồi thì nó khô nước miếng. Thì Đức Thầy diễn tả cái hình ảnh đó để mình thấy rằng cái sự tham lam của con người đó, nó rơi vào cái chỗ gọi là tột độ, thèm mà đến độ chảy nước miếng, khô hết nước miếng, ta chảy nước miếng thì nó không hết á. Thì kính thưa đồng đạo, thì đó là chúng ta diễn tả lộ trần nhận diện một số hình ảnh do cái lòng tham thôi. Còn ở đây mà nếu nói cái hành trạng nó ta chịu không hết vậy. Cho nên thì chúng tôi cũng đi vào cái cách giải trừ đi, để chúng ta rút ngắn một chút ha. Ở đây thì đồng đạo đã hiểu hết rồi. Như vậy thì để trừ tham thì ở đây Đức Thầy đưa ra ba cái phương pháp. Cái thứ nhất là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cõi phúc về sau. Vậy thì yếu tố đầu tiên muốn trừ tham thì hành giả cần phải sống, phải nói gọi là an phận thủ thừa, tức là chúng ta chấp nhận cái cảnh sống hiện tại, tức là không có phải nói là ham muốn chạy theo những cái dục vọng. Không phải là thấy người ta có của cải mình ham giống người ta, thấy người ta xe xua dàn dòng mình ham giống người ta, thấy người ta có xe cộ nhiều quá mình ham giống người ta, thì không phải như vậy. Cái quan trọng của người tu chúng ta phải chấp nhận giống như ông Nguyễn Công Trứ ông viết trong cái bài thơ Chữ Nhàn vậy đó. Đó, tức là tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn, tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc. Vậy thì biết nhàn đợi nhàn, biết nhàn thì nhàn, đợi nhàn bao giờ nhàn, biết đủ thì đủ, đợi đủ bao giờ đủ. Đó, cho nên hôm nay đối với người tu chúng ta, cái yếu tố quan trọng đầu tiên này đó, chúng ta biết đủ vậy. Phải biết đủ mới được sống, phải biết đủ sống, phải biết tùy thời sống, phải biết dừng đúng lúc đúng cách. Chúng ta là người tu, vậy nhớ rằng trong con đường tu chúng ta thì giống như mà đi ngược dòng đời. Đức Thầy cũng dạy chúng ta cúng lại, đi lại ngược cái kim đồng hồ, chúng ta tu đi ngược dòng đời. Chứ nếu như mình đi theo một cái dòng chảy cuộc đời thì xin thưa rằng chúng ta tu có lợi ích gì đâu. Cho nên chúng ta phải đi ngược dòng đời thì đời tu chúng ta mới đạt kết quả. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, giả lại ở đời cũng có những lúc thân trầm chìm nổi, có thì ta xài, không thì ta nhịn, can phạm gì phải bày mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài. Của là của chung chung thiên hạ, đời ta còn nó còn, đời ta mất nó mất. Gương của Thạch Sùng Dương Khải khá há không để cho ta lại một bài học đích đắng lắm luôn. Vậy thì ở đây Đức Thầy mới cho chúng ta biết rằng sống phải tùy thời, chúng ta đừng có ham muốn. Và Đức Thầy đưa cái hình ảnh của Thạch Sùng Dương Khải cho chúng ta thấy rõ, mà để mình thấy đó mà chúng ta dĩ ngươi, thấy đó học theo. Cho nên ở đây Đức Thầy dạy Thạch Sùng Dương Khải, cho nên chúng tôi cũng phải lướt qua một chút để chúng ta coi cái vị mà Thạch Sùng này tham như thế nào, không biết đủ thế nào và cái hệ quả ra sao. Cho nên theo trong sách tôi biết rằng đó, Thạch Sùng là một cái người vốn dĩ là nghèo khổ lắm, làm cái nghề phải nói rõ là ăn xin. Nhưng mà đặc biệt thì ông có một cái tính rất là kiêm chỉ nha, nhỏ mọn, ích kỷ, tính toán lắm. Cho nên hàng ngày đi ăn xin vậy đó, chứ ăn xài tiện tặng lắm. Nói chung là không dám mà cắt cái nhà ở nữa, ở trong hang núi khổ lắm. Thì chính vì vậy cho nên giàu đi ăn xin chứ cũng có dư giả lắm, vẫn có được một cái số tiền dư dành dụm. Cho nên một ngày nọ thì Thạch Sùng gặp ông sư phụ, ông mách bảo cho Thạch Sùng biết rằng đó là theo được biết rằng vùng này đó vài ngày nữa sẽ có một cái trận bão lớn, nếu con sắp thu xếp đi, con nên dọn nhà trên núi để vài ngày nữa lũ lụt kéo đến rồi khổ lắm.
Bởi vì ngày xưa chúng ta biết rằng không có dự báo thời tiết, tức là các cái vị mà người ta giỏi về thiên văn học đó, thì người ta có thể là nhìn sao, có thể nhìn thời tiết mà ta ước lượng, ta đón chừng. Thì trong đó thì thầy của Thạch Sùng cũng vậy. Thì Thạch Sùng cái ngang vậy thì ông cùng với vợ con là dọn nhà lên núi ở. Chẳng những vậy mà với một cái lòng tham, một cái sự tính toán, cho nên ông mới dùng số tiền mình dành dụm từ lâu đó, mua hết, mua gạo, mua muối, tức là mua hết thức ăn và đem lên núi cất giấu hết. Thì rõ ràng sau đó vài ngày sau thì một cơn bão lớn ụp vào, lũ lụt tràn về, thì gần như cái nguyên một cái làng đó người dân khổ lắm, lúa thóc gạo muối bị ngập hết trơn, nhà cửa phải nói rõ là phải nói là trôi bèo hết trơn, ngập hết trơn, khổ lắm. Vì vậy cho nên sau khi cơn lũ nó rút rồi thì người dân đói, đâu có còn sản là nông sản, đâu có còn có cái gì mà để nói rõ là dự trữ đâu, người dân đói. Thì lúc này Thạch Sùng mới nhân cơ hội này mới đem ra cái số gạo số muối mà mình tích trữ mấy ngày trước đó đem ra bán. Nhưng mà đặt ngặt một nỗi là bán một cái giá đắt đỏ gì. Cái này còn gọi là đầu cơ tích trữ, thà lời thầy dạy mà chúng tôi cũng đã có trình bày trong phần trải nghiệm. Bán một cái giá đắt đỏ, thí dụ như mua một đấu gạo giả sử 1 đồng đi, nhờ bán đến 10 đồng, 20 đồng vậy đó. Ai muốn mua thôi. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng người dân mà khi người ta đói khát là không mua đói sao. Cho nên dầu rằng bán mắc cỡ nào thì người dân họ cũng mua. Cho nên chính vì vậy thì nhân cái cơ hội đó mà Thạch Sùng giàu có lên. Nhưng mà khi giàu có rồi với một cái lòng tham không an phận, đáng lẽ giàu có như vậy thì mình an phận không, lúc bây giờ mới so bì tiền của với người này, với người đầu trên, người xóm dưới mới so bì với nhau. Cho nên lúc bây giờ sư phụ ổng phải nói là ổng hết sức là giận rồi, tức là đệ tử của mình là nó không an phận rồi, giận nó quá. Nhưng mà thôi bây giờ biết làm sao vậy, thì gần như là đi so sánh với ai ai cũng bằng ổng trên, ổng là người hơn hết. Cho nên nghe đâu ở cái xóm kia là có một cái vị này tên là Vương Khải, giàu có phải nói rõ là cũng nhất trong làng đó. Cho nên lúc bây giờ Thạch Sùng mới là giống như là muốn cho mình hơn thiên hạ. Bởi vì là biết sao để được túi tham mà, không ăn không đái càng làm không kiên, tức là gần như là cái túi chúng ta đựng không đầy. Chính vì vậy mới qua mới thách đối với Vương Khải, mới có một cái công cuộc, một cái sự kiện là cá độ với nhau, thử thách với nhau. Thì gần như họ mới đem ra cái món đồ này, người này có món này, người kia có món này, tức là so bì tài sản với nhau, thì gần như mọi thứ nó ngang bằng ở trên. Mấy ngày gì đó đem tiền của cải ra để cá độ và có một cái hiệp ước đó, tức là người nào mà thua đó thì tài sản người thua nó dùng hết cho cái người thắng cuộc. Thì lúc bây giờ hai người cá độ nhau đem tài sản ra so sánh so bì thì mấy ngày vậy đó nó ngang nhau. Thì lúc bây giờ thì cái vị ông thầy ổng mới thấy Thạch Sùng này ổng được, ổng muốn mách bảo Vương Khải đó, thôi ngươi đem cái mẻ kho á, tức là cái phần cũ kỹ nhất ngàn xưa lúc mà thở hàng di đó, người đem ra đi, chắc cái củ này là Thạch Sùng không có thôi, bởi vì nó là tham sang củ khó nó bỏ hết rồi, nhất định người sẽ thắng. Thì đến cái ngày sau cùng thì lúc bây giờ Vương Khải mới đem cái mẻ kho ra hỏi nhà ngươi giàu có, nhưng ngươi có cái này không, thì lúc bây giờ rõ là Thạch Sùng không có gì, không có, bởi vì mình đã phụ đãi, mình bỏ hết cái cũ rồi, mình giàu rồi, tức là mình không còn nhớ đến cái thở hàng di, cái thở nghèo khổ nữa. Chính vì lý do đó mà của cải trong một giai lát, trong một chốc lát thì thuộc về hết của Vương Khải, tức là do cái lòng tham không thành, thì chính vì vậy mà mất hết của cải. Cho nên ông hết sức là bực tức, tức đến nỗi mà gầy mòn thân xác và cuối cùng thì chết. Nhưng mà phải chẳng những mà chết cái đó không nữa chứ, sau khi chết rồi vì cái sự bực tức đó mà theo trong sách kể là phải đào thai thành con thần lần trách lử. Cho nên giờ này các cái con thần lần trách lử ở trên hiên nhà chúng ta, ở trên cái trần nhà chúng ta, đó là quá kiếp của Thạch Sùng. Cho nên hôm nay Đức Thầy kể cái mẫu chuyện này để thấy rõ rằng cái kết cuộc của cái người không biết đủ, cái kết của cái người, của một cái người không đầy được cái túi tham, thì cuối cùng chúng ta hãy nhìn có thần lần, biểu tượng của Thạch Sùng, trách lưỡi tức tiền của như vậy mà cuối cùng thua thằng Vương Khải, để rồi mất hết tài sản, trở nên nghèo khổ, rồi sanh bệnh hoạn chết và quá kiếp thành con thằng lần thì nó không hết. Cho nên hôm nay chúng ta sống ở trong cuộc đời này mà mình muốn diệt trừ tham thì chúng ta nên học tập theo cái gương của phải nói rõ là thầy Nhan Hội. Chúng ta tránh cái trường hợp của Thạch Sùng và chúng ta học theo cái gương của thầy Nhan Hội. Nghèo thầy Nhan bầu nước đây cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Thì đây là chúng ta phải có một cái cách sống phải nói rõ là biết đủ, tri túc, thường lạc. Có nghĩa là chúng ta sống trong cảnh an phận. Bởi vì hôm nay chúng ta sanh ra cõi đời này
khi là mình là người biết đạo thì mình phải tin sâu vào nhân quả để mình chấp nhận những cái mình có trong hiện tại này là do kiếp trước chúng ta gây tạo, cho nên kiếp này có trong hiện tại. Và hơn thế nữa là cái kiếp sống này là kiếp sống giả tạm, kiếp sống vay mượn để chúng ta trả nợ, chúng ta làm cho tròn cái trách nhiệm bổn phận, để rồi một ngày kia chúng ta sẽ rời khỏi cái cõi tan bạ thống khổ này. Dầu rằng ngày giờ này chúng ta có nhiều tiền lắm của, có ham muốn mọi thứ rồi, thì xin thưa rằng chúng ta càng ham muốn chừng nào thì mình giống như cái người càng khát nước. Chúng ta càng uống nước muối chừng nào chúng ta càng khát, và cuối cùng thì chúng ta ham muốn không đủ khi cái số vô thường nó đến. Cho nên sống trong cõi đời này, cái người ít ham muốn chừng nào thì người đó bớt đau khổ vậy. Chúng ta càng ham muốn chúng ta càng đau khổ. Cho nên cái nguyên nhân, cái cách giải trừ thứ nhất để chúng ta loại trừ được tham lam, loại trừ được chất độc tố này, loại trừ được con ma này, thì chúng ta phải sống an bần, chúng ta phải sống thanh nhàn, chúng ta phải sống không ham muốn, không chạy theo danh vọng, theo vật chất, theo xe xuông. Thì đó là cái thứ nhất. Thì đến cách giải trừ thứ hai trong ác tham lam này, thì chúng ta phải thực hiện được cái phương pháp thứ hai mà thầy dạy rất rõ, tức là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí dẹp lòng ích kỷ. Vậy thì đến cái phương pháp trừ tham là chúng ta phải bố thí, tức là ban ra, giải ra, thí là cấp cho, mà bố thí cũng là lục độ vận hành của chư Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng ta thực hiện cái phương pháp tu nhân, nhưng mà cái hoa trái, cái quả vị đạt được là Bồ Tát hạnh. Tu nhân mà thành Bồ Tát, tu nhân mà thành Phật, thì đây là cái điều diệu dụng, cái điều phải nói rõ là đặc thù của cái giáo pháp của bậc tu nhân được thầy. Cho nên thì cái phương án thứ hai, cách giải trừ thứ hai để chúng ta trừ tham, thì đồng đạo chúng ta phải bố thí. Chúng ta phải làm các cái từ việc từ thiện đến đời, giúp cho đời, và chúng ta phải sẵn sàng hiến tặng, sẵn sàng cho hết những gì chúng ta có cho những người đang thiếu thốn. Như vậy thì khi mà chúng ta chấp nhận đem tiền bạc, tài sản, gạo lúa, vải vô, hiến thận, hiến giác mạc, hiến máu nhân đạo để giúp cho những người chung quanh cùng sống với chúng ta, họ đang thiếu thốn, thì tôi tin chắc rằng ít nhiều gì chúng ta cũng giảm bớt cái lòng tham. Bởi vì của cải tài sản của mình mà mình còn đem ra làm cái việc bố thí, làm cái việc giúp đời, thì đương nhiên chúng ta không có còn tham cầu nữa. Không còn tham cầu nữa. Bởi vì của mình còn đem đi cho mà còn tham cầu gì nữa. Trừ những cái trường hợp mà đồng đạo chúng ta thật sự là nghèo, thì đôi khi chúng ta cũng có chút xíu lòng tham. Tham là gì? Vì mưu cầu cuộc sống, có đủ ăn đủ mặc, thì vấn đề này cũng chưa phải là lòng ham muốn quá độ, thì cũng chưa có phải là rơi vào vấn đề tham. Cho nên thì trở lại vấn đề hôm nay về cách giải trừ này, thì cái quan trọng nhất chúng ta phải biết là bố thí. Và đặc biệt chúng ta bố thí đây, mình phải nhớ rõ là bố thí để trừ tham, chứ không phải bố thí để được người ta khen tặng, chứ không phải bố thí được người ta tôn vinh mình lên địa vị cao. Vì vậy cho nên chúng ta bố thí để trừ tham, thì cái sự bố thí này nó phải xuất phát từ trong tâm địa của mình, nó phải xuất phát từ trong cái lòng nhân ái của mình, xuất phát từ cái tâm của mình. Thấy người ta nghèo khổ, thấy người ta thiếu thốn, sẵn đây mình có dư, mình có điều kiện giúp đỡ, cho nên mình sẵn sàng dốc hết cái tâm cơ trí não của mình với một cái tình thương dạt dào, rồi chúng ta dùng tiền của đem vào cái chỗ giúp người. Thì có như vậy chúng ta mới thực hiện được toàn vẹn cái sự bố thí để trừ tham. Cho nên cái mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là chúng ta bố thí trừ tham, chứ không phải bố thí được danh vọng. Nếu mà chúng ta bố thí gì danh tiếng, bố thí gì được nâng cao lên một cái quyền cao địa vị gì đó, thì xin thưa rằng cái này nó phản nghĩa lại. Vậy thì bố thí chừng nào tham hôn chừng đó. Giống như bây giờ mình nói rằng ước gì tôi trúng tấm vé số, hoặc giả là chúng ta dùng 10.000 đồng mua một tấm vé số, hy vọng là chiều nay trúng được 2 tỷ và lấy tiền đó làm từ thiện, thì rõ ràng nếu mà chúng ta làm từ thiện bố thí cách đó, thì xin thưa rằng nó tăng lòng tham, chứ không bao giờ nó giảm lòng tham được. Đó là nó phản ngược lại. Và cuối cùng rồi khi có 2 tỷ rồi, thì chúng ta làm từ thiện một phần, còn lại nó sẽ dắt chúng ta đi vào một cái quỹ đạo khác, coi chừng chúng ta xa đạo luôn. Thì nếu như bố thí bằng cách đó với một cái sự suy nghĩ nông cạn như vậy, thì gần như chúng ta đi ngược lại với cái pháp bố thí diệt trừ tham. Cho nên cái vấn đề ở đây muốn nhắc nhở ở đây là cái bố thí diệt trừ tham này, chúng ta phải mở rộng cái tâm lượng, cái số lượng không cần thiết, mà cái điều quan trọng là chúng ta phải có cái tâm lượng trong cái sự bố thí này thì mới đạt được kết quả. Kính thưa đồng đạo, chúng ta phải tế độ dân nghèo trong lúc túng, chúng ta phải là xả thân làm phước diêm phù vượt quá, hay hoặc là mở lòng bố thí ngộ thần cá, tức là nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần cá.
thì chúng ta phải có một cái khái niệm như vậy thì cái công cuộc bố thí chúng ta mới đạt được kết quả. Kính thưa đồng đạo, thì nó không hết, thì đó là chúng tôi cũng khái nét về cái phương hướng thứ hai để chúng ta diệt trừ lòng tham. Và đến cái thứ ba nữa là chúng ta mới quán để thực hiện được các cái điều trên. Thì cái thứ ba là cái cốt yếu nè, cái phương pháp giải trừ thứ ba là cốt yếu để chúng ta trừ tham, đó là chúng ta phải quán. Quán cái gì? Quán cái thân này là vô thường, quán của cải, những cái mà có trên thế gian này đều là vô thường vô ngã. Mà Đức Thầy dạy là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hợp. Vậy thì chúng ta phải quán rằng tất cả không thiện là của ta. Nhất là hôm nay chúng ta là ngược Phật, thì yếu tố đầu tiên muốn nói đây là cái thân này thì mình cũng đã quán nó không phải là của mình rồi. Khi mà cái thân này không phải là của mình rồi thì hầu như mọi cái điều kiện gì đó mà do cái thân này tạo ra, cũng như mọi cái hình thể nào đó mà chúng ta thấy được, sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào, ai biết đường, ai sớm tạo đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi mà trong giấc mê tâm kể tạo đạo. Như vậy thì cái điều quan trọng ở đây chúng ta phải quán cực được cuộc đời vô thường vô ngã. Cái thân đã giả rồi thì tài sản, tiền của, ruộng vườn, xin thưa là không thật. Cho nên thế gian là của đám nhà, của nhà bị giặc cướp, của nhà bị lửa cháy, của nhà bị lũ lụt cuốn trôi, của nhà bị xung công, của nhà bị con cháu phá tán, thì rõ ràng thế gian này có gì là của mình đâu. Vinh qua dường để phút mai, cuối mùa tàn lũng lâu dài đặng đâu, chi bằng thầy học đạo màu mà Đức Thầy đã giải rất rõ. Như vậy thì chúng ta phải quán được cái điều đó, mình phải thấy được cái điều đó, cuộc đời là không thật. Quý vị có nhiều cái ý để chúng ta thấy rõ được cuộc đời không thật, công danh phú quý chung vườn mộng. Cho nên nói đến đây chúng tôi mới nhớ lại Đức Phật đã dạy một cái bài kệ: kháng đắc phù sanh nhất thế không, điền duyên sản nghiệp diệt giai không, thê nhi phụ mẫu chung ly biệt, phú quý công danh tổng thị không, cổ ngữ giảng ban đô thị ngã, kim ngôn bát kế nhất tràng không, tiền tài thu thập tân đa khổ, lộ thượng quỳnh tiền tổng thị không. Tạm dịch rằng thương bấy người đời không dành không, ruộng giường nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn ngô ngàn kế vẫn quần không, suốt đời tạo dựng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng của không. Chúng ta có đem gì được đâu quý vị. Cho nên ông cha chúng ta đã đúc kết được kinh nghiệm đó: con ơi, có ai giàu ba họ, có ai có ba đời đâu con. Thì vì vậy cho nên chúng ta hiểu được ông cha chúng ta là một người hết sức là Phật giáo, có một tinh thần hết sức là Phật giáo. Không ai giàu ba họ, không ai có ba đời. Vì vậy cho nên mình phải nhận định được điều đó, để chúng ta thấy rõ rằng khi chúng ta chết rồi thì chúng ta không đem gì theo cả. Lúc bây giờ thì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem đại hầu nó, chỉ có tội phước hãy còn đến nơi thẩm phán cửa sông diêm đài. Đồng đạo nên nhớ một điều căn bản nhất, chân lý nhất của người tu chúng ta: một ngày kia khi chúng ta về thế giới vĩnh hằng thì chúng ta chỉ còn lại những gì mình đã cho, chứ tất cả thì xin thưa rằng không còn, nó còn lại những gì chúng ta đã cho thôi. Chính vì vậy cho nên mình phải hiểu được cái điều đó để chúng ta nhận định được cuộc đời không thật, để chúng ta cố gắng trừ cái lòng tham lam của mình, để lo dung trọng phước đức. Tức là chúng ta phải nói rõ rằng mình phải cố gắng thực hiện đúng như lời Đức Thầy đã dạy. Thế nên hãy nghĩ đến người cũng như nghĩ đến mình, hãy dẹp lòng dĩ kỷ tham lam, lo dung trọng phước đức, bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm của cõi trần này. Thì tôi tin chắc rằng Đức Thầy dạy như vậy là hết sức là rõ ràng. Thì đó là chúng ta đưa ra ba cái phương pháp giải trừ các tham lam. Rồi đến cái nhóm độc tố thứ hai. Rồi đến cái nhóm độc tố thứ hai, đến cái nhóm ma thứ hai, đó là sân nộ, tức là tánh nóng nảy. Sân nộ còn gọi là xuân nhế. Tánh nóng nảy thường suối con người làm những chuyện bất công sái phép, chém giết quán thù nhau. Kẻ thắng thì kiêu hãnh, người giận thì hổ ngươi, nên sự hiềm thù càng lan rộng, mà Đức Thầy đã giải rất rõ. Như vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết thêm rằng ác thứ 9 hận sân lưỡng tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đó có định chừng, cho ta biết mà toàn xử trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên đòi người ở cõi thế gian, giận hờn nhau thù quán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc phe phan dõng sức, phải bị người hiềm khích gắt gánh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo.
trong cơn giận kể gì nhân đạo tỷ như con cọp dữ trong rừng, gặp thịt to cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mà là thọ giả, diệt được nó tâm trần thông thả. Thì Đức Thầy đã khẳng định cái diễn biến được cái hành trạng của tánh nóng nảy. Vì cho nên đặc biệt một điều, tánh nóng nảy này Đức Thầy ví chúng ta như con cọp dữ, cái đó đồng đạo hung dữ như vậy, bạo tợn như vậy, nó sẽ biến quá, nó chuyển hình con người chúng ta. Như chúng tôi thường nói, con người chúng ta vốn dĩ nó hiền lành, khi chúng ta sân chưa nổi lên, mà khi cái tánh sân nổi lên rồi, nó chuyển quá từ cái hình ảnh hiền lành trở nên hung dữ bạo tợn. Cho nên quý vị ơi, quý vị thấy cái người mà đang nóng giận thì khuôn mặt của họ thì chúng ta giống như là nanh rút vậy đó, phải nói gọn là gương mặt của họ nhìn bạo tợn hung dữ lắm. Còn cái người hiền thì nhìn con người hiền như bột như Phật vậy, tốt đẹp lắm. Nhưng mà khi nóng giận nổi lên thì con người biến dạng. Mà đây Đức Thầy ví như con cọp dữ. Con cọp dữ còn đỡ, mà Đức Thầy còn ví cái tánh nóng nảy chúng ta giống như cái quả diệm sơn vậy đó. Mãn, tức là quả diệm mãn chờ cây hoặc phép, hay hoặc là chúng sanh nên tầm giặc tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm ra tâm trọng. Thì rõ ràng Đức Thầy ví cái sự nóng nảy chúng ta giống như cái quả diệm sơn, cái núi lửa đó. Mà núi này phải nói rõ là tam mũi chân quả. Núi này không phải là gió thường mà dập tắt nó, mà núi này cần phải có được cây quạt ba tiêu của bà Thiết Phiến công chúa, tức là vợ của Mu Ma Dương, tức là Thánh A La Sát, mẹ Hồng Hoàng Nhi, thì mới có khả năng để quạt tắt cái quả diệm sơn này. Thì đó là chúng tôi cũng nói về sự mà Đức Thầy đã dạy rất rõ trong bài sách đẹp. Như vậy thì cái tính nóng nảy, tính sân nộ mà theo lời Đức Phật dạy thì nó thường rơi vào ở bốn cái hiện trạng, có thấp có cao, gọi là sân phẫn hận hờn. Có người thì cái tánh sân nổi lên giống như là phải rõ là tánh nóng nó rất là nhanh, rất là giận dữ nhanh, thì đây gọi là sân mà Đức Phật cho biết đây là lửa rôm. Thì cái người này thì cái tánh này nóng thì nhanh giống như trương phi đó, nhưng mà nó cũng mau nguội. Rồi cái thứ hai nữa là phẫn, tức là nóng như lửa củi. Nó cái sự nóng thì gần như nó lâu, nó hơi lâu lâu nóng, tức là hơi khó làm cho nóng, nhưng mà nó cháy thì nó cháy, nó cũng lâu tàn hơn. Và cái thứ ba là hận. Hận đây thì Đức Phật nó ví cũng như lửa than vậy. Khi mà chúng ta mồi lửa làm cho nóng thì nó rất là khó. Mình thấy có những người họ không nóng, ai chửi họ họ cũng không nóng, tuy nhiên thấy như vậy bên ngoài không nóng mà bên trong họ thì lầm lì lì, thì đó thì Đức Phật ví như lửa than vậy. Chúng ta không thấy lửa nhưng mà lại gần thì thấy nóng ghê lắm, và nó rất là lâu tàn, dẫn 3-4 ngày, 5-10 ngày, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, tôi dẫn anh đến suốt đời vậy đó, tôi dẫn anh 10 năm vậy đó, thì cái đó nó rơi vào cái nhóm gọi là cái nhóm lửa than. Nhưng ba cái nhóm này chúng ta còn nhận diện được. Còn sợ nhất là cái nhóm thứ tư đó. Cái nhóm này là lửa hờn, có nghĩa là Đức Phật cho biết đây là lửa tro. Cái những cái vi tế lửa nó còn nằm trong đống tro, nó nằm ở trong cái tiềm thức chúng ta đó. Dầu rằng là mình không có nóng chỗ ra ngoài nhưng mà gần như là nó ẩn ở bên trong đó. Rồi khi mà một cái cơ hội nào thuận tiện đó, nhiều lần như vậy thì nó phát quả, tức là trong lòng mình nó hơi buồn buồn, trong lòng mình hơi nhớ nhớ cái chuyện mà người đó làm cho mình buồn, hơi nhớ cái chuyện mà vừa rồi người đó xúc phạm đến cái nhân phẩm của mình gì đó, thì những cái nhớ nhớ đó, những cái nó còn lưu lại cái dấu tích chút đỉnh ở trong nguồn tư tưởng chúng ta, nó làm mình hơi buồn buồn, thì đó gọi là hờn. Thì cái này chúng ta đã khó nhận diện. Thì đó là chúng tôi cũng diễn tả lột trần theo lời Đức Thầy, là Đức Phật về cái nguyên nhân hành trạng của ác sân nộ. Con người chúng ta giàu tài ba, giàu học cao, giàu hiểu rộng, nhưng mà khi chúng ta phạm vào sân nộ thì lúc bây giờ Đức Thầy dạy sao? Giận mất khôn. Cơn giận làm cho con người cuồng trí, mất hết sự tự chủ, trở nên độc ác dữ dằn bạo tợn. Vậy thì khi mà chúng ta giận lên rồi thì gần như mình không có còn là cái người khôn ngoan nữa, mà lúc bây giờ chúng ta tự biến mình là người ngu đần. Có nghĩa là cái sự thay đổi này, ngoài cái việc thay đổi ở vật chất, ở cái hình thức bên ngoài, và nó thay đổi luôn cả bên trong quý vị. Giận mất khôn. Cái chúng ta thấy những cái người mà gọi là cuồng trí đó, bị tâm thần đi ngoài đường vậy đó, mình cười người ta. Nhưng mà khi cái cơn giận của mình nó nổi lên rồi, sân nổi lên rồi, khi con ma lòng nó nổi lên rồi, khi chất độc nó phát tán rồi đó, thì chúng ta cũng giống như cái người mất trí ngoài đường đó. Khi giận rồi mình không có còn lý trí nữa, mà thật sự vậy. Những hiện trạng đó chúng ta rất rõ. Khi một người nóng giận nổi lên thì họ không còn lý trí nữa, không có còn một sự suy nghĩ chu đáo nữa, thì họ giống người mất trí vậy đó. Họ sẵn sàng dùng những lời nói thô bạo, những hành động thô bạo, sẵn sàng hủy diệt hết
bao nhiêu công sức của mình gầy tạo từ hồi đó đến bây giờ, sẵn sàng quỷ gì quỷ gì hết, bao nhiêu tình cảm, dầu người đó là vợ mình, chung sống với mình mấy mươi năm, dầu người đó là con đẻ của mình, là cha mẹ của mình, nhưng khi mà giận lên rồi chúng ta quỷ diệt hết. Cho nên đúng với câu là giận mất khôn, trong cơn giận làm cho con người cuồng trí, mất hết sự tự chủ, kính thưa đồng đạo. Cho nên hảo nào ông cha ta có nói một câu là con ơi, đúng củi 3 năm thiêu cháy 1 giờ. Cái câu này chúng ta nên lưu ý, ông cha ta chúng ta hết sức là Phật giáo, và nó rõ có một đúc kết kinh nghiệm để truyền thừa lại con cháu gì mà hôm nay được thầy chúng ta cũng giải rất rõ đó. Cho nên hôm nay chúng ta đừng có phát quả. Khi mình phát quả như vậy, chỉ có một giây một phút thôi, thì gần như là chúng ta đốt hết rừng công đức. Nhất niệm sanh tinh chi quả, năng thiêu dạng phảnh công đức chi sơn. Chỉ cần một đốm lửa sân hận nổi lên thì thiêu cháy cái rừng công đức. Ngoài việc thiêu cháy rừng công đức, tức là thiêu cháy củi có sẵn, thì bên cạnh đó nó thiêu cháy, nó còn tạo thêm cái nghiệp nữa, tạo cái nghiệp nữa. Bởi vì Đức Phật dạy cái lời nói người đang nóng giận thì nó giống như là chúng ta là gươm đao để chém người khác vậy. Cái lời nói người đang nóng giận nó ví như gươm dao chém người khác vậy quý vị. Phải nói rõ, nhiều khi chúng ta dùng cái lời nói trong lúc nóng giận mình không biết đâu, nhưng mà đối phương của mình nghe phải nói đau đớn lắm, giống như bị ai dùng dao chém vào cái cơ thể vậy, từng nhát một vậy. Rồi Đức Phật phải dạy thêm hành động người đang nóng giận cũng giống như chúng ta xông trì thuyền ra khơi trong lúc giông to gió lớn vậy đó. Kính thưa đồng đạo, nó không hết à, thì đó là chúng tôi cũng đưa ra một số hành trạng để chúng ta đi vào cách giải trừ. Căn cứ theo lời Đức Thầy thì muốn giải trừ được ác sân nộ này thì Đức Thầy đã dạy chúng ta rất rõ. Thứ nhất là ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm sự. Bởi lại diệt được nó tâm trí ta được thảnh thơi, diệt được nó tâm ta được thảnh thơi, trí ta được thông thả, mà Đức Thầy dạy cái lợi lạc của nó. Như vậy thì muốn diệt được nó, yếu tố đầu tiên hãy mở lượng khoan hồng, dung tha kẻ lầm lỗi. Có nghĩa là chúng ta phải mở rộng cái dung lượng tâm mình ra. Kính thưa đồng đạo, chúng ta phải mở rộng dung lượng tâm mình ra. Nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái mẫu chuyện là một nắm muối và một tô nước. Cho nên Đức Phật mới nói các đồ chúng rằng: này các ngươi, Thế Tôn dùng nắm muối này, Thế Tôn để trong thau nước, trong cái tô nước, vậy thì nước này có uống được hay không? Thì các môn nhân đệ tử trả lời rằng: bạch Thế Tôn, cái nắm muối như vậy mà để trong tô nước thì sao mà nước uống được, nó mặn lè xuống được. Thì Đức Phật hỏi câu tiếp theo: vậy thì nắm muối này ta để nó vào dòng sông thì nước dòng sông uống được hay không? Thì lúc bây giờ các đệ tử nó giải thưa Thế Tôn: nắm muối này để vào dòng sông thì bình thường, bởi nước dòng sông quá nhiều, không bao giờ làm mặn nước dòng sông. Thì Đức Phật nó phán rằng: này các ngươi phải làm sao mà mở rộng cái dung lượng tâm của các ngươi như dòng sông, thay vì dung lượng tâm các ngươi nó là tô nước. Thì khi cái dung lượng tâm các ngươi rộng lớn như dòng sông, hoặc giả là đại dương rộng lớn nữa, thì dầu rằng người ta bỏ dài nắm muối, dài da muối, dài bao nhiêu muối vào đó thì các ngươi cũng không mặn. Cho nên qua mẫu chuyện này chúng ta thấy rõ rằng mình phải mở rộng cái dung lượng tâm mình, tại vì mình hẹp hòi, mình ích kỷ, mình không có rộng lòng tha thứ. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy mình mặn, tánh sân nổi lên. Còn nếu như mình rộng cái lòng tha thứ rồi thì xin thưa rằng lúc bây giờ thì gần như chúng ta đã có tánh khoan dung, thực hành đúng theo cái khuôn khổ của đạo Phật giáo hòa hảo, tức là hòa hiệp và thịnh thảo, thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ dầu người ta có làm được gì, phải nói rõ là làm khổ khắc đến mình, thì chúng ta cũng không nóng giận. Bởi vì tâm chúng ta lúc bây giờ nó là dòng sông, tâm chúng ta lúc bây giờ nó là đại dương, thì xin thưa rằng đối với một hai cái dạ muối đổ người đó đâu có sao. Còn nếu như tâm chúng ta nhỏ mọn như một thau nước, một tô nước, thì chỉ cần người ta bỏ vài cục muối vào đó thôi thì nó mặn lè đổ gì á, nó ảnh hưởng rất lớn. Thì đấy là cái phương pháp đầu tiên để chúng ta giải trừ cái nhóm độc sân, cũng như chúng ta quá giải được ma lòng của mình ở cái con ma sân nộ này, chúng ta phải khoan dung. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta phải nhẫn nhục. Thì đây cũng là một trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát. Hôm nay chúng ta trình bày cái phương pháp tu nhân này, nhưng mà cái quả gì là toàn là Bồ Tát không, một trong lục độ nữa. Hồi nãy thì bố thí, rồi giờ này thì nhẫn nhục, thì đây cũng là lục độ vạn hạnh chư Bồ Tát. Như vậy thì thế nào gọi là nhẫn? Vậy thì theo Hán Việt từ điển, chữ nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Vậy thì trong đời tu chúng ta nếu muốn đoạn trừ được ác sân nộ thì cái quan trọng là chúng ta phải hành pháp nhẫn. Mà muốn hành pháp nhẫn thì chúng ta phải tập cái tánh chịu và đựng.
Chịu là gì? Chấp nhận. Những cái việc gì trên đời này đến với mình không hài lòng, người ta làm khổ mình, thì cái quan trọng chúng ta phải chấp nhận. Sở dĩ chúng ta thấy khổ, sở dĩ chúng ta thấy phiền não, bực tức, thì bởi vì chúng ta không chấp nhận. Chấp nhận là gì? Chấp nhận có nghĩa là chúng ta nương chiều theo định lễ, định luật của nhân quả. Hôm nay gặp cái hoàn cảnh bất nhí đến với mình, gặp cái sự kiện người ta làm mình đau khổ, không phải là đáng không, mà rõ ràng do cái tiền kiếp nào đó mình đã làm khổ người ta, cho nên kiếp này mình phải chấp nhận. Con người mà có được cái tính chấp nhận rồi đó, thì tự nhiên nó sản sinh cái năng lượng tích cực. Thí dụ bây giờ một người đang đau nặng, mà nếu người nào chấp nhận cái bệnh đau của mình, bệnh ung thư chẳng hạn, khi ông thầy thuốc hoặc bác sĩ phán cho mình bệnh ung thư, mà mình chấp nhận với cái bệnh ác đó, thì tôi tin chắc rằng cái cơ hội sống sót, cơ hội chữa trị bệnh, thì phải nói rõ là nó có những cái kỳ tích xảy ra, và chúng ta sẽ bớt đi cái sự đau khổ, bớt đi cái phiền não. Còn ngược lại, nếu chúng ta không chấp nhận mà mình phải có những cái sự đau buồn, bực tức, tức tối, thì lúc bây giờ bệnh chúng ta càng ngày nó càng nặng thêm, và nó sẽ sớm đến chỗ tử vong, không thể nào cứu chữa được. Vậy thì trong cái tư tưởng chúng ta ác sân nộ này cũng vậy. Nếu chúng ta nhẫn nhịn thì mình phải chấp nhận, tức là chúng ta phải phải chịu lại, phải chấp nhận, không có than vãn, mình phải chấp nhận hết mọi thứ, đó gọi là chịu đó. Mà nếu chúng ta không chấp nhận mình không chịu. Và cái thứ hai nữa, trong cái chữ nhẫn này là đựng là chứa lại. Khi mà chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta phải chứa lại. Mình phải làm sao mà tập như cái hạnh đất vậy, mà ngày xưa Đức Phật đã dạy cho La Hầu La, tu cần có những hạnh đất, phải chịu hết tất cả. Người ta đổ cái thứ ngon lành vào đất thì đất cũng chịu. Người ta khạc nhỏ những thứ ô uế, những thứ dơ bẩn ở trên mặt đất thì đất cũng chịu. Cho nên người tu chúng ta học cái hạnh nhẫn thì phải đúng theo cái hạnh nhẫn của đất vậy đó. Tức là chấp nhận và chịu đựng, gọi là nhẫn. Còn nếu như bây giờ chúng ta chấp nhận, anh chữa tôi chấp nhận, anh hại tôi chấp nhận, nhưng mà chúng ta không đựng lại, rồi chúng ta xì ra, mình nói với vợ mình, với bà đồng nghiệp mình, với đồng đạo mình, anh đó tôi buồn anh lắm, anh đó anh không có tốt, anh hại tôi thế này thế kia thế nọ. Như vậy thì cái nhẫn của chúng ta có lợi lạc gì đâu, bởi vì cái mà chúng ta đang làm hiện giờ, đang hành trì, là mình đang quá giải cái tánh sân của mình. Mà nếu chúng ta không chịu lại, không chịu đựng lại, thì mình đâu có hóa giải được. Có nghĩa là muốn nói rằng khi mà hành giả chúng ta chấp nhận nhịn, thì chúng ta cho nó tiêu hóa luôn, không nói ra, gần như chúng ta không có còn biết tới nó nữa. Đó gọi là đựng lại, chấp nhận đựng lại, thì đó là đúng cái nghĩa chữ nhẫn. Và một cái khái niệm liên tục thêm nữa, khi mà bước vào chữ nhẫn thì nó phải nhục. Nếu người nào mà nhẫn mà còn tự tôn tự ti đó, không chịu nhục, thì xin thưa rằng chưa phải nhẫn. Mà Đức Thầy đã dạy rằng hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Vậy thì nếu như hôm nay chúng ta còn tự tôn tự ti mà mình hành cái hành nhẫn sao được. Cho nên chúng ta còn nhớ lại, tức là Đức Thầy đã dạy là ráng nhẫn trong phần dầu khó nhẫn không? Làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên, gương trước hớn tần hàng tính nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Đức Thầy nhắc lên cái sự kiện của hàng tính, tức là khen anh hàng tính vậy thì mua cao. Như vậy thì hàng tính nhờ nhẫn và nhục lòn chôn giữa chợ trước cái bọn ác hiểu, bọn côn đồ ác hiểu. Chính vì vậy cho nên sau này danh nổi như cồn, sau khi đó được Trương Lương tức là tiến công làm đại nguyên soái, phá sở đại nguyên soái, danh nổi như cồn thì nó không hết nữa. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái gương của hạng tính mà hôm nay Đức Thầy đưa ra, nhẫn là phải nhục. Hôm nay tôi nhịn là phải chấp nhận chịu nhục, chứ đừng tự tôn tự ti. Cái gì là tự tôn, cái gì là tự ti thì hoàn toàn do cái bản ngã chúng ta mà ra. Kính thưa đồng đạo. Và cái thứ ba nữa, ngoài hành pháp nhẫn này ra, thì đồng đạo chúng ta phải tập điêu luyện cho mình có được đức tính từ bi. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là tráng thuyết từ bi. Như vậy thì hôm nay chúng ta là người tu, quy tam bảo rồi, ông thầy của mình là Phật, thì ít nhất chúng ta cũng phải học tập theo ông thầy của mình, chứ không phải là điều đơn giản đâu. Đằng này ông thầy chúng ta là Phật, mà là chúng ta học tập theo ma, tâm chúng ta vẫn còn sân si, vẫn còn hờn giận, vậy thì mình đâu phải là người tu Phật. Cho nên cái điều quan trọng muốn nói đây là thầy chúng ta là Phật, ít nhất đã triển khai cái phương pháp từ bi hỷ xả Phật ban pháp lành, thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện có được đức từ đức bi. Cho nên hôm nay chúng ta có tâm từ, tức là Phật đối chúng sanh như mẹ với con, thương xót hết tất cả chúng sanh. Khi mà chúng ta có một cái tình mẫu tử tất cả chúng sanh,
thì người đó dầu họ làm quấy mình cả nào, nhưng mình thương người đó cũng như ruột thịt. Nếu lớn hơn mình thương người đó như ông bà, cha mẹ của mình. Ngang tuổi mình thương người đó như anh em ruột thịt của mình. Nhỏ hơn mình nhiều, mình thương người đó như con cháu ruột thịt của mình. Thì đã là ông bà, cha mẹ mình có làm gì sai quấy với mình, giận hờn làm gì. Đã là con cháu của mình, nếu có làm cái điều sai quấy với mình thì mình cũng giận hờn làm cái gì. Thì đó là tâm từ đó. Tâm từ đó đồng đạo à. Và bi là thương xót. Đức Phật dạy, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội lỗi, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Thì Đức Phật đối với cái người dạy không nghe thì Phật thương xót. Còn thôi dạy quý vị thì ngược lại, khi mà cái người nào chúng ta dạy không nghe thì mình lại ghét người ta. Cái tánh sân nổi lên thì rõ ràng chúng ta thấy mình chúng sanh hết sức ha. Vì vậy cho nên ở cái chỗ này cái phương pháp giải trừ thứ ba này, hành giả cần phải thực hiện được cái đức tính từ bi mà Đức Thầy đã dạy, và khoan dung nhẫn nhục từ bi. Thì ba cái này còn gọi là hoạt ba thiếu, tức là ba cái phương pháp tiêu trừ cái quả diệm sơn nơi lòng của mình. Như tôi nói hồi nãy, chúng ta lửa lòng chúng ta giống như lửa quả diệm sơn, đây là ba phương pháp gọi là ba tiêu. Chứ giờ này mà chúng ta phải sang qua bên kia để kiếm cái bà thiết phiến công chúa Thanh Anh La Sát để chúng ta mượn cái quạt ba tiêu thì không kịp. Và đồng thời đồng đạo nên nhớ một điều rằng, khi cái ba cái tiêu này sử dụng là phải là cái quạt thiệt á, phải thiệt nhẫn nhục, thiệt từ bi, thực thiệt khoan dung. Còn nếu như chúng ta giả từ bi, giả nhẫn nhục, giả khoan dung thì xin thưa rằng chúng ta quạt chừng nào đó cái núi lửa này cháy càng nhiều. Bởi vì cái mà chúng ta diệt trừ là mình diệt trừ ngay cái tận cái ổ, cái tâm độc địa, cái tâm ma của mình, cái tánh nóng của mình. Và hơn thế nữa thì ngoài ba cái tiêu này ra thì Đức Thầy còn giải thêm cho ông Trần Tăng Bảy. Mỗi chuyện này do ông Trần Tăng Bảy, ông kể lại, ông là người trong cuộc. Thì khi Đức Thầy ở Bạc Liêu, có một vị này tên Trần Tăng Bảy đến để nhờ Đức Thầy bắt mạch hút thuốc. Thì lúc bây giờ khi Đức Thầy mà cầm mạch của ông Bảy thì nói, ông Bảy à, sao ông nóng như vậy? Thì ông Bảy ông cũng ngạc nhiên. Thì Đức Thầy hỏi thêm ông Bảy à, sao ông nóng như vậy? Đức Thầy nói tới ba lần. Thì ông Bảy biết là Đức Thầy muốn nhắc khéo cái gì đó. Thì ông Bảy nói, dạ thưa Thầy, ý Thầy nói nóng như vậy là Thầy muốn nhắc khéo cái gì? Chắc là Thầy nói cái tâm của con còn nóng, còn sân nộ. Thì Đức Thầy cười, Thầy nói, ông Bảy à, thấy vậy đó, chứ cái người bên ngoài thì nhịn nó dễ lắm, mà cái người trong gia đình nó khó nhịn dữ không Bảy? Thì khi mà Đức Thầy nói đến đây, ông Bảy biết thì rõ ràng khi chúng ta hành pháp nhẫn thì đối với bên ngoài nó dễ lắm, nhưng mà cái khó nhẫn nhịn nhất là cái người trong nhà. Cho nên ông Bảy khai thiệt, dạ thưa Thầy, tại sao mà vợ con mình nó làm mình phiền não, mình nhịn không được thưa Thầy? Thì Đức Thầy nói, có gì đâu, tại vì cái nguyên nhân là ở chỗ ông quá bản ngã, lúc nào cũng nghĩ ông là chồng, ông là cha, ông là ông bà, vì vậy cho nên nó không nhịn được vợ con cháu của mình thôi. Cho nếu như mình dẹp cái bản ngã này thì xin thưa rằng, thì gần như là khi chúng ta dẹp bản ngã này, và Đức Thầy nói khi ông dẹp bản ngã này thì ông nhịn được. Thì Đức Thầy mới dạy thêm ông Bảy à, khi mà cái chuyện nó đến với ông không nhịn được đó, thì ông nên cong cái lưỡi lên, cắn cái răng lại, không nói chuyện và tâm niệm Phật. Như vậy thì đây là gọi là cái cách làm thinh nè. Thí dụ bây giờ mình chưa đựng hết nổi thì chúng ta nên làm thinh. Tuyệt đối khi mà cái tính nóng nảy nó khởi lên, quý vị không nên nói chuyện, không nên hành động. Bởi vì nói chuyện lời nói như gươm đao, hành động như giông là giông thiền ra biển khơi trong lúc giông tôi gió lớn. Vậy thì khi mà chúng ta nóng giận thì mình cong cái lưỡi lên, cắn chặt cái răng, tâm niệm Phật, không nói chuyện, không hành động, thì tôi tin chắc rằng vài giây, vài phút hoặc vài giờ sau thì lúc bây giờ tâm chúng ta lặng trở lại, thì lúc bây giờ sẽ qua được cơn nóng giận. Thì đó là cái cách giải trừ để chúng ta diệt trừ được cái tâm sân nộ của mình. Thì đó là cái ác sân nộ. Và đến cái ác cuối cùng thì đó là mê si, còn cái nghĩa là vô minh, tức là sự tối tâm ngu muội. Như vậy thì đồng đạo chúng ta hãy lắng lòng mà nghe Đức Thầy dạy về cái ác mê si như thế này. Tội ác này là do thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê mang theo những vật dục, theo những vật nhỏ nhen mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Bên cạnh đó, Đức Thầy còn dạy ác thứ 10, đoạn chót mê si, nguyên tâm tối tự hồi vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nguỵ làm chơn,
lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức. Kính thưa quý vị, rồi dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ than thương, khi nó làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng gì đã. Thì Đức Thầy dạy quá rõ ở hai chỗ mà chúng tôi vừa đọc lại. Như vậy thì bây giờ này, cái quan trọng là chúng ta giữa là Đức Thầy, để mình tìm được cái bộ mặt của Messi. Nó Messi hành động làm sao, con người nào, tánh tình nào để thể hiện mình là người Messi. Bởi vì Messi là vô minh, cái sự tối tâm ngu muội. Sự tối tâm ngu muội này chẳng những một kiếp, mà sự tối tâm ngu muội này nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, được quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên nhiều khi tôi và quý vị chúng ta đang là người Messi, đang là người vô minh, nhưng vì cái bản ngã nó che lấp, sự tối tâm nó che lấp rồi, chúng ta lại không biết mình Messi. Cho nên thì chúng tôi cũng đưa ra một số cái khái niệm để chúng ta thấy cái gương mặt thật của Messi, thấy rõ cái chất độc này nó như thế nào, thấy rõ là ma này nó hiện hình ra sao. Vậy thì yếu tố thứ nhất, nếu như những con người nào mà ham linh ham nghiệm, còn chạy theo dị đoan mê tín, thấy cái gì lạ chạy theo, thì những con người này là phải nói rõ là đang sở hữu con ma Messi nơi lòng. Cho nên chúng ta nhìn thấy mình, mà nếu mình mà còn mê tín, còn ham linh ham nghiệm, nghe ông này xưng thầy, nghe ông kia xưng Phật, nghe cái điều lạ lạ, rồi chạy theo dị đoan mê tín, chạy theo thiên cơ thời cuộc đó, thì những cái yếu tố này nó gọi là Messi. Cho nên khi bàn đến đây thì nhiều khi chúng ta thấy rõ rằng đôi khi bản thân chúng ta mình là người Messi, mình không hay. Vì vậy cho nên chính vì sự mê tín này nè, làm cái gì cũng sợ xui, luôn muốn cái điều tốt lành, cái điều hên với mình, tu thì không tu, mà khi làm cái gì, khi cất nhà, khi cưới vợ cho con, khi khai trương một cửa tiệm gì đó, thì toàn là muốn cái điều tốt lành không ạ, cái điều hên không ạ. Tu thì không tu, làm lành thì không làm lành, mà buông ra muốn cái điều hên, muốn cái điều tốt. Thì quý vị biết là cái điều hên, điều tốt này làm gì mà cho chúng ta, trong khi chúng ta không làm lành, không chịu sửa mình. Cho nên thì nếu mà nói theo lời Đức Thầy dạy, thì chúng ta nếu như những người mà còn cái quan niệm còn coi ngày coi tháng vậy đó, thì xin thưa rằng những con người này thì phải nói rõ là còn vô minh. Ở đây không phải là tôi chê quý vị đó là vô minh, nhưng mà căn cứ theo lời Đức Thầy để chúng ta bàn. Cho nên lúc bây giờ tôi nhớ rằng khi Đức Thầy ở nhà ông Phương Bộ Thạnh đó, thì quý vị biết ông Phương Bộ gọi là huấn luyện viên, tức là thay thầy mà ngày nào cũng có công việc trơn á. Thứ nhất là ở tại nhà để huấn luyện cho người ta đến quy y, thứ hai là đi trực tiếp đến nhà những người già đó không có điều kiện đến với nhà Phương Bộ Thạnh, thì Phương Bộ Thạnh ông đến đó để quy cho người ta. Thì một buổi sáng bữa nọ Đức Thầy cũng sai ông đi làm nhiệm vụ như hàng ngày, thì ông nói bạch thầy, bữa nay mùng năm mà thầy cũng sai con đi nữa sao. Thầy nói đâu ông ra ông nhìn cái mặt trời bữa nay có mọc không. Thì ông Phương Bộ ra nhìn buổi sáng sớm, tức là bình minh quang đãng, trời đẹp lắm. Vua báo cáo vậy, thưa thầy, bữa nay trời trong, trời tốt lắm thầy. Thầy cười, thầy nói tôi nói cho ông nghe, ngày nào có ngày trời Phật, tôi sai thì ông đi đi, chứ còn một năm một gì nữa bây giờ. Vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Thầy không chấp nhận. Rồi hơn thế nữa, khi mà Đức Thầy xuống Bạc Liêu, thì lúc bấy giờ bà Hương Bộ đến thăm thầy. Thứ nhất là lâu ngày cũng nhớ thầy, thứ hai là đến đây cũng có một cái sự tức là một sự hỏi, nhờ thầy chọn coi tháng này ngày nào tốt để về làm cái đám cưới cho con hay cháu gì đó. Thì sau khi chào hỏi xong thì buộc miệng đem cái điều này ra hỏi. Thì thầy mới hỏi, tôi hỏi bà vậy chứ, bà nhìn cái xóm trên á, có những người quá chồng quá vợ không? Xóm dưới có những người quá chồng quá vợ không? Thì bà Bộ nó giải thích thầy, có thầy, nhiều lắm. Nhiều người quá chồng quá vợ lắm. Họ cưới nhau, ở nhau được mấy mặt con họ vẫn thôi nhau. Hoặc giả là họ vừa cưới nhau thì ở vài ngày thì họ thôi nhau. Nhiều lắm thầy. Thầy nói theo tôi được biết mấy người đó ngày xưa họ cưới nhau, họ coi coi ngày ngày tốt không đó bà. Nhưng mà cuối cùng vậy đó. Thì kính thưa đồng đạo, qua cái ý đó, ý Đức Thầy muốn nói rằng mọi sự kiện trên đời này đều do tinh thần nhận quả. Như vậy thì chúng ta thấy rõ là ngày giờ này mình thấy vấn đề này thoáng. Chứ trước đây thì những thập niên trước không phải dễ đâu. Cất nhà rồi cứ vợ con, phải nói rõ làm cái gì cũng phải có ngày có tháng, đâu đó mấy ông thầy nhóm mấy ông coi rườm rà, phải nói rõ là phiền phức lắm. Còn giờ này chúng ta thấy rất dễ rồi, mình riết sống theo giống như phương Tây ha, cưới với nhau lửa ngày chủ nhật, tức là cái ngày nào ngày lễ đó, ngày chủ nhật đó, thì bà con của mình ở trên là Sài Gòn, ở Bình Dương đi làm ở trên đó, thì trở về quê gặp với nhau tổ chức đám cưới mới có người giữ được. Còn nếu như chọn ngày mùng 9, 19, 29 thì ai đâu mà giữ, phải chọn ngày chủ nhật, phải rơi vào ngày lễ, cái ngày nghỉ đó thì tổ chức đám cưới. Cho nên chúng ta thấy là sợ ngày nay nó đơn giản theo là Đức Thầy một cách hết sức là phải nói là khoa học và một sức một cách trí tuệ thì không có Messi. Và cái tiếp theo nữa,
những cái người nào mà còn thờ cúng lễ mễ, thí dụ bây giờ Đức Thầy dạy thờ ba ngôi mà chúng ta không tin, bởi vì mình còn mê xí, mình thờ bốn ngôi, năm ngôi, thờ thêm cái ngôi tổ cô mẹ sanh, thờ thêm cái ngôi ông địa thần tài, rồi mình lại biện diện lý rằng tôi thương cha tôi lắm, cho nên mãn tang là tôi không nỡ đem cha vào của quyền thờ một bên, một bàn thờ riêng để chúng tôi dễ cúng, để tôi dễ cúng kiến. Thì những cái sự suy nghĩ đó thì phải nói rõ là nó rơi vào mê xí. Thì hiện trạng mê xí là vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa, cái người mà mê xí thì người này thường chú trọng sắc thân của mình, lo dồi mài cạo gọt, tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, để dành thuốc thang cho nó uống. Thì những cái người này, cái người mà quý trọng thân xác quá, chạy theo cái quyển giả nhiều quá, thì xin thưa những người này là những người còn quá mê xí, nó nhiều lắm. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đưa ra các yếu tố như vậy để chúng ta thấy rõ là cái hiện trạng của mê xí, tức là chỉ lo cái quyển thân vật chất kém hơn à, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức mà Đức Thầy đã dạy tôi vừa nhắc. Thì ba ý này chúng tôi nương lại Đức Thầy để chúng ta thấy được cái bộ mặt thật của mê xí. Vậy thì cái yếu tố quan trọng muốn nói ở tại đây, chúng ta làm sao để giải trừ được mê xí, thì cái này mới là cái chúng ta đang bàn. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì để giải trừ được mê xí, yếu tố đầu tiên Thầy dạy là diệt mê xí phải nương thiền giác, muôn việc làm tránh trực khôn ngoan, đừng bà đâu tin bước nghe càng làm ngu muội đó thân cũng kiếp. Vậy thì yếu tố đầu tiên mà hôm nay chúng ta muốn diệt trừ mê xí thì thứ nhất là tâm mình phải giác. Khi tâm mình giác rồi thì mình không có còn bà đâu tin bước nghe càng nữa. Khi tâm mình giác rồi, mình thấy rõ rồi, thì mình không còn hành động sai quấy nữa. Chúng ta không có còn tin theo gì đó mê tín, chúng ta không có còn thờ phượng lễ mễ, chúng ta cũng không còn quý trọng sát thân này nữa, lo cung phụng sát thân. Và lúc bây giờ tâm chúng ta đã giác rồi. Kính thưa đồng đạo, theo lời Đức Thầy, như vậy thì cái quan trọng muốn được cái tâm giác thì phải làm sao? Trong khi đó Đức Thầy chúng ta ngài là bậc đại giác ngộ, mà chúng ta là cái người đại mê xí. Vì vậy cho nên muốn mà được cái tâm giác ngộ thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải học tập lời Đức Thầy. Chúng ta phải mòi qua cái ngọn đuốc từ Đức Thầy. Đức Thầy khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, thì chúng ta dùng cái ngọn đèn, cái ngọn nến nhỏ của mình mòi qua ngọn đuốc lớn của Đức Thầy để thắp lên trong tâm chúng ta, thì từ từ chúng ta sáng. Nói một cách khác, Đức Thầy đã vạch sẵn cái con đường trong cuốn sấm thi của ngài: trong bá tánh muốn nể cao quý phải truy tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ái nhiều nơi trọng yếu. Đức Thầy đã để quyền sấm nhạc thế gian toàn bộ. Thì đây là cái mà chúng ta phải tập tành để đạt ở chỗ giác ngộ. Sợ tức là cái nguyên nhân, cái sở hữu chúng ta là tâm tối. Hôm nay chúng ta gặp được giảng thầy thì chúng ta sẽ có cơ may phát sáng. Nếu như chúng ta học, đọc, tìm hiểu, nghiên cứu, nếu như chúng ta khá chí tâm học hành kinh sám, thì đương nhiên chúng ta sẽ thoát nơi miền hắc ám phong ba. Cho nên hôm nay muốn đạt ở chỗ là tâm mình phải giác thì chúng ta phải nương thiền giác. Mà thiền giác là quyển sám giảng thế gian toàn bộ, là thiền giác lần nào ạ? Là đại trí tuệ đó, mà Đức Thầy đã trao truyền để lại chúng ta bao nhiêu tâm não gốc tôm, dặn dò kỹ lưỡng trong năm cuối cùng. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đạt ở chỗ giác ngộ thì đồng đạo chúng ta phải học đọc lại Đức Thầy. Thì đây là chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, chúng ta học giảng Thầy thì tự nhiên tâm chúng ta sáng, tâm chúng ta giác ngộ, thì đó là chúng ta đã nương thiện giả. Cách thứ nhất để quá giải chất độc mê si gọi là vô minh, cách thứ nhất để chúng ta tiêu trừ ma lòng tối tâm của mình. Rồi đến cách thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện theo tam vô lậu học với định huệ. Vậy thì muốn diệt trừ mê si, chúng ta phải giữ giới luật. Giới luật là căn bản, tám điều đăng cập là căn bản để đưa hành giả chúng ta từ chỗ tu nhân đi đến chỗ thành Phật trong cái giáo thuyết học Phật tu nhân của Đức Thầy, giống như cái mà chúng ta đang trình bày. Kính thưa đồng đạo, rồi cái thứ hai nữa, ngoài việc giữ giới thì Đức Thầy còn dạy thêm người học đạo tức là cần phải là diệt trừ cái vô minh tối tâm ngu muội. Muốn diệt trừ cái vô minh tối tâm ngu muội thì chúng ta cần phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất mỗi đạo mình đang học, để bài trừ những thành kiến cố chấp thói quen, sự chần chờ lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo tật đố, dèm xiển vô nền ích kỷ tâm tư, sự ghi gỗ mới đắm trong bể lục dục tình và những điều và sự phiền não. Thì đây là 13 cái ý. Vậy thì 13 ý này chúng ta phải tiêu diệt, chúng ta dùng giới luật để thanh trừ nó ra khỏi trong tâm chúng ta, tức là vừa giữ giới luật tám điều đang cấm, chúng ta vừa dòm lại coi mình còn thành kiến, còn cố chấp, còn thói quen, còn tánh kiêu ngạo, còn sự chần chờ lòng ham muốn hay không. Thì 13 con ma này nếu chúng ta mà giải trừ được nó ra rồi đó, thì tất trí huệ chúng ta mở mang vậy. Thì đây là cái phương pháp tu đặc huệ mà Đức Thầy dạy chúng ta để chúng ta diệt trừ cái ác mê si. Thì ở đây chúng tôi chỉ nói gọn thôi, đồng đạo muốn kỹ lưỡng hơn thì xem lại cái chuyên đề tu huệ
chúng tôi nói đáng định rất là kỹ. Ở đây thì chúng ta trình bày các cái khía cạnh, các cách giải trừ, giống như chúng ta chỉ đưa đường chỉ lối rồi mỗi đồng đạo chúng ta phân vào để chúng thực hiện, thì đó là cách thứ hai. Và đến cái phương pháp thứ ba để diệt trừ ác mê si, thì xin thưa rằng không có gì bằng chúng ta chuyên trì niệm Phật. Và hơn thế nữa, pháp môn niệm Phật này, ngoài vấn đề chúng ta trừ mê si, mà pháp môn niệm Phật này nó còn liên đới luôn cả chúng ta trừ được tham lam, trừ được sân nộ quý vị ạ. Bởi vì khi tâm chúng ta có niệm Phật thì gần như lòng tham không còn, vọng niệm chúng sanh không còn. Thì khi mà chúng ta chuyên trì niệm Phật, chúng ta đâu còn tham gì nữa. Lúc bây giờ chúng ta cũng còn tham chứ, mà tham được ngồi tòa sen, tham được về gần Đức Phật A Di Đà, tham được thần thức nhập tha sen tinh hảo, tham được về củ phẩm liên hoa, tham được ngồi thượng phẩm thượng sanh, vân vân. Lúc đó chúng ta chỉ còn tham cảnh giải thoát mà thôi. Thì tức là cái cảnh tham này chúng ta không nên không chứ. Cái cảnh tham này, tham cực lạc này chúng ta không nên không. Và cái cảnh tham danh lợi tình thì không nên có, không nên có. Vì vậy cho nên ngoài ra câu niệm Phật này nó còn giúp cho chúng ta trừ đoạn sân nộ. Bởi vì khi tâm chúng ta chuyên trì niệm Phật rồi thì tôi tin chắc rằng giống như chúng ta đang được tưới mát, tức là dùng cái giọt nước cam lồ tưới tắt lửa trần ai vậy. Tức là dầu cái ngọn lửa quả diễm sơn nó lớn cỡ nào, nhưng khi chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giống như ông Nguyễn Tấn Bảy hồi nãy ở Bạc Liêu, thì tôi tin chắc rằng lúc này chúng ta không có còn nóng nữa, mà tâm chúng ta nó sẽ theo một chiều hướng từ bi bác ái của Đức Phật A Di Đà, được cái oai lực của Đức Phật, được Đức Phật phóng hào quang ngũ sắc hiền lành để hóa độ tất cả chúng ta, chúng ta không còn sân. Và yếu tố quan trọng ở cái đoạn cuối này, hôm nay nhờ niệm Phật mà tự chúng ta sẽ diệt trừ vô minh, sẽ diệt trừ mê si. Bởi vì tâm chúng ta niệm Phật thì xin thưa rằng nó rất là sáng. Khi một người chuyên tâm niệm Phật thì người này không có còn chạy theo dị đoan mê tín, người này không có còn ham mê danh lợi tình, người này cũng không còn quý trọng sát thân nữa, mà lúc bây giờ chỉ quý trọng cái cảnh ao sen báo thôi, quý trọng cái cảnh cực lạc thôi. Cho nên cái người mà chuyên tâm niệm Phật thì sớm hay muộn thì người này cũng sẽ được sáng tâm. Cho nên cái cảnh giới mà đạt ở chỗ lòng trong thánh kệ dạ sạch Phật kinh đó, tức là lòng trong thánh kệ tịnh bơi lội dạ sạch Phật kinh đi liền bay, hoặc là đạt ở chỗ gọi là tâm sáng suốt đại việt kiến, thì tôi tin chắc rằng ngoài cái pháp thiền đó thì pháp môn tịnh độ không thể thiếu trong cái này vấn đề này. Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật thì một ngày nào đó từ ở trạng thái niệm Phật sau mỗi thời cúng, niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, niệm Phật đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, niệm Phật đạt mãn lai thanh tịnh, thì lúc bây giờ huệ nhập thiện bạc. Kính thưa đồng đạo, khi mà chúng ta niệm Phật nhưng rồi, tức là đoạn trừ vọng niệm chúng sanh rồi, thì lúc bây giờ phải nói rõ là gần như lúc bây giờ thì huệ nhập thiện bạc. Bởi vì tâm chúng ta được định, đúng với câu là cư gia tịnh độ tâm viên mãn thì nó không hết. Tức là người tín đồ tại gia cư sĩ hàng ngày chuyên tâm niệm Phật, mà tâm ở tại nhà chuyên tâm niệm Phật, mà tâm chúng ta được định, cho nên đạt ở chỗ tâm viên mãn là tròn đầy, tâm viên mãn là tâm sáng suốt, tâm viên mãn là tâm này đạt được trí tuệ và không có còn tà ma ngoại đạo, cũng không có còn mê si vô minh ẩn trú nơi tâm của mình, gốc phước tâm hồn chúng ta lúc này hoàn toàn sáng, thì ma và độc nó không còn. Lúc giờ chúng ta hoàn toàn giải độc, bởi vì sáu chữ này có một công năng giải độc, và sáu chữ này là ánh sáng bất diệt, ánh sáng gọi là vô lượng quang từ ở Đức Phật A Di Đà chiếu rọi nơi tâm chúng ta, giúp cho chúng ta gần như tâm chúng ta hoàn toàn sáng, thì ma tà nó sẽ biến mất, không có còn cái chỗ để dụng võ, thì đó là chúng ta đã hoàn mãn được cái ác mê si. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại, tham lam sân nộ mê si nó vừa là độc, nó vừa là ma. Cho nên hôm nay hành giả trong quá trình tu hành muốn dứt trừ nghiệp, muốn thẳng tiến đến bờ giải thoát, thì hành giả cần phải cố gắng thực hiện cho bằng được các điều này. Và chúng ta luôn luôn nhớ lời Đức Thầy dạy, đó là ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham sân si. Thì đây là ba cái công hạnh lớn nhất trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát, gọi là bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Vậy thì trong cái pháp trình bày hôm nay, như tôi nói, xin nhắc lại, hôm nay chúng ta đang trình bày về pháp tu nhân, tam nghiệp là tu nhân. Nhưng mà muốn đạt ở chỗ hoàn toàn tu nhân thì chúng ta phải dùng cái phương pháp của lục độ vạn hạnh. Chúng ta phải bố thí, phải nhẫn nhục, phải trì giới, độ tham sân si. Thì khi chúng ta có bố thí, chúng ta có nhẫn nhục, chúng ta có trì giới, thì lúc đó chúng ta là Bồ Tát rồi, Bồ Tát hiện tại. Và cái công hạnh tu hành này càng ngày vun bồi để chúng, cuối cùng khi chúng ta hết cái kiếp sinh này, mãn kiếp đời này, thì chúng ta được sanh về có Phật. Mãn kiếp này chúng ta sẽ sanh về Bồ Tát, sẽ được làm Bồ Tát sanh về có Phật.
đúng với câu là mãn kiếp hồng trần, sanh là quốc, hưởng công niệm Phật, rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày, qua cái ý nghiệp, tức là tội lỗi do ý tưởng gây nên, trình bày cách giải trừ tham lam sân nộ mê si. Thì trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho quý vị trong ban tổ chức, tất cả đồng đạo có mặt ở đây được tâm sáng suốt, di đại nguyện kiến, tánh trong như, nước bích mùa xuân. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.